Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh Tô Màu. Mình ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau tô bức tranh hai chiếc xe ô tô nhé. Cái chiếu đồng nhé. Mình sẽ dùng một màu nó xinh đậm đỗ chiếc xe này. Tiếp theo mình sẽ sửa màu đen của bánh xe. Bánh xe. Sửa màu đen của chữ này. Sửa màu xám và tôi cũng còn lại. Màu vàng tôi đèn xem. Đỏ đèn hiện.
nhất tô màu xanh bức tranh ngày rồi nha mọi người. Cảm ơn mọi người theo dõi video tô màu này của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye.